tôi sẽ nhập hai chiếc để thử nghiệm tại xã đảo Việt Hải. Thì đây là cơ cấu của là xe điện, xe đạp điện chứ không phải là cơ cấu của xe điện, cho nên là khách du lịch có thể dễ dàng sử dụng cái loại xe này đi thăm xem xe đạp. Xe này thì có thể chở được 3 người. Ví dụ một nhất là nhà gia đình có em bé thì có thể đi rất là an toàn. Đây các bạn nhé, đây chính là vô lăng và tay lái này thì rất dễ sử dụng thôi, gồm chỉ có chức năng còi đèn, xi nhan trái, xi nhan phải,